Chào mừng bạn đến với kênh video chính thức của Phạm Văn Nam. Chắc rằng bạn đang có mặt tại đây thì có thể bạn đang quan tâm đến việc khởi nghiệp, quan tâm đến việc xây dựng cho mình một cái mô hình kinh doanh hoặc đang muốn à, phát triển công việc kinh doanh của mình hoặc tối ưu công việc kinh doanh của mình. Không quan trọng, bạn đã có mặt ở đây rồi thì chúng ta cùng vào để khám phá xem ở trong kênh video này tôi sẽ giúp gì được cho bạn ở trong kinh video này đây là một cái kênh tôi sẽ chia sẻ những tư duy về kinh doanh cách đây 5 năm khi lần đầu tiên tôi đến tham dự vào một cái chương trình đào tạo về kinh doanh tôi là một chủ doanh nghiệp à, của một cái hãng xe và bản thân tôi à, trong đầu tôi nghĩ rằng là cần gì phải học nhưng à, có một ông anh ông dẫn tôi đến tham dự chương trình này và khi tôi tham dự chương trình đó tôi mới biết được à mình đã sai lầm bởi vì sao từ trước đến giờ mình kinh doanh là kinh doanh bằng dạ, bằng kinh nghiệm kinh doanh bằng niềm tin và kinh doanh bằng rượu bia và dạ, thời gian của mình thực sự à, nó đã thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ về kinh doanh của tôi muốn kinh doanh thành công tôi đã nhận được ra rằng tôi cần phải trang bị cho mình những cái tư duy đúng trong kinh doanh thứ hai là cần phải có những kiến thức đúng về kinh doanh và thứ ba là cần phải có những cái phương tiện những cái vũ khí những công cụ thực sự đúng để có thể kinh doanh thành công và hiệu quả từ đó trở đi tôi học tập nghiên cứu và trang bị cho mình những cái tư duy của những cái nhà kinh doanh thành công tôi liên tục học tập liên tục học tập nghiên cứu và tìm hiểu từ những cái thành công của những cái người đã thành công và từ những thất bại của những người gặp phải thất bại trong kinh doanh, sau đó đúc kết lại thành những bài học thành công. Trong toàn bộ những cái chuỗi video ở trên kênh video này, tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm để giúp cho các anh chị có thể trang bị tư duy một cách nhanh nhất, học hỏi một cách nhanh nhất. Sau đó, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái chiến lược kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới. À các anh chị biết được là nếu như trong kinh doanh mà chúng ta không có chiến lược thì có nghĩa là chúng ta đang đi vào trong một cái khu rừng tăm tối mà không biết ngày nào ra, thậm chí là chúng ta có thể bị rơi xuống vực mà chúng ta không có thể thoát khỏi. Trong kinh doanh, tài chính là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu như các anh chị muốn nhân được tiền, các anh chị muốn kiếm được tiền thì các anh chị phải biết cách giữ tiền nên ở trong các cái chuỗi video này tôi cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái chiến lược, những cách thức để các anh chị có thể quản trị tài chính cho cá nhân mình từ đó chúng ta mới bắt đầu quản trị tài chính cho doanh nghiệp của mình được nhân sự là một yếu tố vô cùng quan trọng trong kinh doanh có rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến nhân sự nào là làm sao để chúng ta có thể tuyển dụng được nhân sự một cách hiệu quả làm sao chúng ta có thể à, giữ được nhân tài làm sao chúng ta có thể truyền cảm hứng, truyền động lực cho nhân sự của mình có thể phát triển mạnh lên. Làm sao để chúng ta có thể đưa đội nhóm của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ từ 5 người, 10 người đến cả trăm, thậm chí cả ngàn người. Trong kinh doanh thì các anh chị biết được có rất nhiều các yếu tố để có thể tạo nên sự thành công, nhưng theo tôi, marketing và bán hàng là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Tôi đã từng trải nghiệm là đi kinh doanh mà không biết gì về marketing và cũng không biết gì về bán hàng cả. Bởi vì sao ạ? Chủ yếu là bán ạ? bằng bia, bằng rượu, bằng mồ hôi, bằng sức lực, bằng những cái đêm tối phải về muộn. Thực sự rất là đau đớn. Suốt 10 năm kinh doanh trước đây trước 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 cái thời điểm mà tôi bắt đầu đi học về kinh doanh ấy thì tôi chủ yếu là gì ạ? kinh doanh bằng bia bằng rượu tôi phải đi mời bia phải đi mời rượu phải thức đêm thậm chí là phải đi à, đi chơi à, để có thể có được hợp đồng nhưng giờ đây tôi không cần phải làm như vậy nữa tôi có những cái chiến lược để có thể xây dựng hệ thống kinh doanh à, nó hoàn toàn tự động để giúp tôi có thể tiếp cận được với thật nhiều khách hàng tiềm năng ngay cả bạn đang có mặt ở trong cái video này bạn đang ngồi xem cái video này thì cũng chính là bởi vì bạn có thể biết tôi được ở trên internet đúng không nào? nên ở trong các cái chuỗi video ở trong kênh này tôi sẽ chia sẻ cho bạn từng bước từng bước những cái chiến lược, những cách thức để bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của mình, xây dựng à, bản thân bạn trở thành một cái người thu hút và trở thành một chuyên gia trong cái lĩnh vực mà mình kinh doanh. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Các kênh marketing À, các chiến lược marketing và các cái công cụ marketing để giúp cho bạn có thể quảng bá bản thân mình và quảng bá thương hiệu của mình đi xa hơn. trong kênh này tôi cũng sẽ chia sẻ cho bạn những cái phương pháp để bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm bản thân tôi đã trải qua để có thể giúp cho bản thân mình có được những khách hàng có được à, cái thu nhập và có được sự thay đổi về cuộc sống cũng như là trong công việc kinh doanh và điều vô cùng quan trọng nữa mà rất nhiều các nhà doanh nghiệp thường bỏ qua đó chính là vấn đề pháp luật trong kinh doanh thì ở trong cái kênh này tôi cũng sẽ chia sẻ cho bạn rất nhiều những cái video nói về pháp luật nói về pháp lý để giúp cho bạn có thể kinh doanh hiệu quả lãnh đạo bạn đang là một nhà lãnh đạo bạn cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai bạn có biết rằng lãnh đạo là trụ của cái bánh đà trong doanh nghiệp nên chúng ta cần phải có những cái tư duy của một nhà lãnh đạo những chiến lược để trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng, những cái công cụ, những cách thức để chúng ta có thể lãnh đạo doanh nghiệp của mình đi một cách nhanh nhất, đúng đường nhất. Tôi cũng sẽ chia sẻ cho bạn toàn bộ những cái vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, những kỹ năng để quản lý tài nguyên của mình, những kỹ năng để bạn có thể xây dựng những quy trình làm việc, những kỹ năng để bạn có thể phát triển những kế hoạch, những cái chiến lược cho doanh nghiệp của mình. Tất cả những cái điều này tôi sẽ chia sẻ bằng những cái trải nghiệm của bản thân mình, những kiến thức rất thực tế mà bạn thân tôi trong nhiều năm qua đã nghiên cứu, học hỏi và trải nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi sẽ không giấu bất kỳ một điều gì và tất cả những điều này chỉ mong muốn rằng giúp bạn có thể thành công được trong công việc của mình trong kinh doanh của bạn trong công việc kinh doanh của bạn. Đừng quên bấm nút đăng ký và bấm nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ Phạm Văn Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.